Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Sáu ngày 3 tháng 5 năm 2019. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có hai phần. Phần 1 là cuộc phỏng vấn đặc biệt, trong phần 2 là tin y học. Sau đây Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt với Cẩm Nhung do Nguyễn Phú Quý thực hiện. Xin kính chào quý khán giả của Đài SPTN DC. À, chúng tôi Nguyễn Phú Quý hôm nay rất hân hạnh gặp chị Cẩm Nhung, À, chị Cẩm Nhung là đại diện cho hãng Skyway Invest Group tại Mỹ và là director của Squeak America. Xin hân hạnh chào chị Cẩm Nhung. Xin chào quý cô à, quý chào quý vị trên đài FPTN Washington DC. À, quý có nghe chị Cẩm Nhung chia sẻ về những cái cơ hội đầu tư của Skyway Investment Group và hôm nay à, chị có nhiều cái dự án rất là thú vị xin chị chia sẻ với à, cộng đồng đồng bào trong cộng đồng. Cảm ơn quý à, cho cái cơ hội hôm nay để chia sẻ với đồng bào. Skyway là một cái công nghệ cao của một nhà khoa học có hơn 150 bằng phát minh khoa học được thế giới công nhận. Những cái phát minh của ông là tính cạnh tranh về giá cả và về chi phí và thời gian xây dựng rất là ngắn về xây dựng về cầu đường rồi những cái tàu cao tốc sản xuất xe hơi công ty có sản xuất những máy bay không người lái và rất là nhiều sản phẩm khác thì đó là của sản phẩm Skyway hôm nay Skyway Vé Rút chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu những cổ phần của công ty Skyway trước khi công ty lên sàn chứng khoán. Skyway là cái công nghệ cao ở Dubai, tại Dubai là The World Summit là cuộc họp thường đỉnh của các quốc gia trên thế giới về môi trường ừ, đã công nhận mà Skyway là một trong những công nghệ cao của thế kỷ 21 nên Skyway là một cái tiềm năng rất là lớn cho nhà đầu tư trong tương lai. Thông thường cơ hội này chỉ dành cho những người triệu phú thôi chứ người giàu người ta có cơ hội sở hữu những cổ phần này và người ta trở nên giàu có. Còn người nghèo mình rất là hiếm khi có cái cơ hội này. Thì cơ hội này cho bất cứ ai đều có cơ hội đó không chỉ riêng gì người giàu có nghĩa là mình là những người có cơ hội sánh vai với những ông tỷ phú trên thế giới. Skyway được sở hữu của những triệu phú bên Dubai. Ông là phó thủ tướng của Dubai và trong hoàng gia Dubai là thái tử của Dubai. Đã ủng hộ về Skyway rất là nhiều. Kim Dung đã có cơ hội đi qua tận bên Beirut, đi thử cái chuyến tàu đó và thấy cái đây là cái công nghệ tương lai rất là tiềm năng. Về tương lai thì là sau này người ta sẽ ít có khi nào mà ta đi máy bay nếu như bắt đầu xây dựng khắp nơi trên thế giới. Và bên Đức, bên Singapore, bên Dubai, những cái nơi đó cơ thấy chuyện công ty Skyway triển lãm rất là lớn và đặc biệt là bên Đức ngày đầu tiên tại Đức bên Berlin sản phẩm Skyway triển lãm giữa hơn 3.000 công ty khác Skyway được nhiều người khắp nơi người ta quan tâm nhiều nhất so với những công ty khác chẳng như những cái công ty Siemens hay những cái công ty khác có cùng công nghệ thì nó lâu rồi cũng như so sánh về giá cả thị trường về cái tính độ an toàn, về mẫu mã, về chất lượng và giá để xây dựng skyway á, giá trên lệch tới 5 tới 20 lần gấp 5 tới 20 nếu mà mình xây dựng skyway. Sau đây là cái cơ hội rất lớn cho những nhà đầu tư, nếu ai chưa biết tới skyway đây là cái cơ hội để mình cùng sở hữu những cái cổ phiếu Facebook lên sàn, Amazon lên sàn, Apple lên sàn, chứng khoán Amazon lên sàn chứng khoán những lúc đó mình không có cơ hội để mua những cái cổ phần đó trước khi công ty lên sàn chứng khoán, cảm nhung tin rằng sẽ không bao giờ lặp lại nữa đối với những cái người như chúng ta trừ khi chúng ta phải có hàng triệu đô la thường thường là chỉ bán cổ đông cho những cổ đông có phần hùng lớn thôi. Chứ với số tiền nhỏ có thể những cái người nhưng là Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam hoặc là ở rất là nhiều nước trên thế giới có những người cứ nghĩ là một bó rau một cái cổ phần bây giờ có thể giá trị một hơn một bó rau mình đang sử dụng hàng ngày. đây là cái cơ một trong những cái cơ hội theo cảm nhung là không nên bỏ qua cơ hội này đây là một cái dịp rất là lớn để chúng ta có cơ hội đổi đời. cảm nhung đã chứng kiến cái tàu và đã đi thử cái tàu đó Thế là khi là mình sở hữu cổ phần á thì sản phẩm nó rất là bền có khi bền từ 50 tới 100 năm lần khi đầu tư hôm nay thì mình được sở hữu cổ đông chiến lược của công ty nên cái giá trị bây giờ rất, rất là nhỏ và sau này khi lên sàn có khi nó lên rất là lớn có thể vài trăm lần vài ngàn lần cái đó là cái điều có thể xảy ra thì đó là lý do những tỷ phú bây giờ người ta giàu nhờ cái đầu tư và chứng khoán giống như những người mà sở hữu cổ phần của Facebook, Google, Amazon bây giờ ai cũng thành tỷ phú hết rồi. Đó là thành kể cả là rất là nhiều người thì cảm nhận mong rằng đây là cái cơ hội rất là hiếm cho cộng đồng Việt Nam mình. Mọi người nên tìm hiểu và sở hữu cho mình một phần nào đó. Thì Skyway Invest Group có 20 dự án về Skyway và Spaceway, Nghĩa là sau này Skyway đang nghiên cứu ông Yuri đang nghiên cứu để đưa à, sự sống lên không gian và sau này không phải dùng bằng tên lửa, thường thường là muốn lên không gian người ta phải bắn tên lửa. Bây giờ không cần tên lửa nữa, đó là cái chương trình ông đang nghiên cứu. Trong 20 dự án của Skyway Red Group đó thì trong đó có về dự án về khoa học, à, về đầu tư khoáng sản, mỏ vàng, à, bất động sản, khách sạn, rồi đầu tư về ngân hàng, về chứng khoán, về nông nghiệp, về giáo dục, à, từ thiện bảo hiểm và rất là nhiều cái ngành nghề rất là khác để tạo nên cái giá trị của, của crypto unit cái là crypto unit là xuất trước giờ mình chỉ nghe là ICO ICO hiện nay có khoảng trên dưới 2.000 công ty ICO trên thế giới ATO là cái Skyway Group có thể là một trong những công ty đi đầu chính vì vậy đây là cái cơ hội chúng ta nên sở hữu của ATO để khi ra công ty ra sàn Xin chị Cẩm Dung nghe nói là 9 tháng 5 này ở trên Washington DC tại cái Convention Center chị sẽ làm triển lãm về Skyway và nếu mà khách muốn liên lạc với chị về vấn đề đầu tư đó thì xin chị cho biết số phone để liên lạc với chị. Số điện thoại của em là 240-423-5887, 240-604-7168. Ngày 9 tháng 5 này Caiwan Vép sẽ triển lãm tại uh, Convention Center của Washington DC, địa chỉ là 801 Malvernon Place Northwest Washington DC quý vị nào có cơ hội um, có điều kiện thì nên uh, tham dự cái buổi triển lãm để biết thêm thông tin để có cái cơ hội sở hữu những cái cổ phần rất là hiếm của Skyway Investor, Skyway và sở hữu những token của Crypto Unit. STO là Security Token Offering là được bảo đảm của ngân khố quốc gia của Mỹ. Anh, Canada, Úc và rất là sau này sẽ rất là nhiều nước trên thế giới hiện nay nên là cái cơ hội này có thể là có một không hai đối với uh, chúng ta. Quý ông bà, anh chị có ai có điều kiện thì không nên bỏ lỡ cái cơ hội này. thì Đây là một trong cơ hội có thể là không gặp lại một lần nữa trong cuộc đời mình. Thì xin nhắc lại số điện thoại của Cẩm Dung là 240-423-5887 và 240-604-7168. À, ai có những câu hỏi liên quan tới à, muốn tìm hiểu thì chị có gì liên lạc với Cẩm Nhung Xin chào chị à, Cẩm Nhung xin chào quý khán giả. À, thì cho à, quý vị thêm chi tiết đó là Skyway Invest Group à, tại Mỹ có nhiều cơ hội đầu tư khác nhau Thì xin gọi thẳng cho chị à, Cẩm Nhung à, tại cái số phone là 240-423-5887 Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay Xin chào quý vị xem đài truyền hình FPTN Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn đến đây xin tạm ngưng Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo